Mới đây, khán giả vừa phát hiện kênh YouTube ICM Studio bất ngờ biến mất khỏi YouTube. Sự việc này đã khiến cho nhiều người hâm mộ vô cùng hoang mang. Theo đó, nếu tìm kiếm với từ khóa ICM hay là ICM Studio sẽ chỉ còn thấy hiển thị kênh YouTube KICM Official với hơn 4,39 triệu lượt người đăng ký. Trước đây, ICM Studio đã từng đặt nút bạc YouTube, sở hữu loạt clip view ấn tượng như karaoke sóng gió, karaoke bạc phận, hồng nhan remix. Chưa rõ nguyên nhân của việc bốc hơi này, nhiều bình luận cho rằng kênh bị hack hay có report. Có người cho rằng phía công ty ICM tự khóa kênh. Điều này không khỏi khiến cho người hâm mộ trở nên hoang mang, lo lắng cho số phận của KICM Official sau nhiều biến cố thời gian qua, cũng như ngay sau thông tin KICM sắp lên đường đi du học, tạm ngừng sự nghiệp âm nhạc. Sau thông tin tạm dừng sự nghiệp âm nhạc tại Việt Nam để đi nước ngoài, hoàn thành ước mơ du học, thì KICM vừa khiến cho khán giả vừa thương vừa tiếc nuối. Hy vọng là sau những lùm xùm này, thì KICM sẽ sớm tìm được hướng đi mới trong tương lai.